Hà Nội, võ đường Thanh Phong đã tổ chức lễ tổng kết và trao đai cho các môn sinh tham gia tập luyện. Võ thuật không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn giúp các em trở nên tự tin và trưởng thành hơn trong việc học tập và trong cuộc sống sau này. Sau 3 tháng rèn luyện các chiêu thức ở từng cấp độ, những tinh hoa tuyệt kỹ của nền võ học cổ truyền dân tộc, hàng trăm em học sinh tại các phân đường trên khắp địa bàn của thủ đô đã cùng nhau bước vào cuộc thi lên đài nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả tập luyện của các môn sinh sau quãng thời gian tập luyện, đồng thời chuẩn bị bước vào một khóa học mới. Bên cạnh việc kiểm tra trình độ của các môn sinh, kỳ thi lên đài còn là một đợt đánh giá khả năng huấn luyện của các huấn luyện viên tại các phân đường. Với những kết quả qua kỳ thi cho thấy, các em đều chịu khó rèn luyện, có được một sức khỏe tốt, thực hiện nghiêm túc 6 điều mà võ đường đề ra. Và điều quan trọng hơn là tất cả các em đã rèn luyện được bản lĩnh, ý chí vươn lên để thắng chính mình. Ra đời cách đây 27 năm, võ đường Thanh Phong được biết đến như một địa chỉ rèn đức, rèn người dành cho thế hệ trẻ. Là một phương thức rèn luyện sức khỏe, tự phòng thủ bản thân, đồng thời còn giúp các em trở nên hướng thiện, làm những điều tốt cho xã hội và gia đình. Trong những ngày hè này, võ thuật sẽ là môn được nhiều em lựa chọn để theo tập. Chính vì vậy, trong thời gian tới, võ đường Thanh Phong sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào và mục tiêu hướng tới là phát triển câu lạc bộ võ thuật trong các trường học, góp phần truyền bá tinh hoa võ thuật cổ truyền của dân tộc đến với đông đảo thế hệ trẻ Việt Nam. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được,